Điều tra vụ hành lý nghi chất nổ tại sân bay Phú Quốc. Chiều mùng 3 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phú Quốc, Kiên Giang cho biết đang trưng cầu giám định hai túi bột và một túi đá được hành khách mang vào sân bay Phú Quốc. Tối mùng 2 tháng 5, lúc 19 giờ 10 phút ngày mùng 2 tháng 5, tại điểm kiểm tra an ninh hàng không hành khách, hành lý xách tay quốc nội tại Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, nhân viên an ninh tại nơi soi chiếu phát hiện một túi bột màu xám đen trong hành lý xách tay của hành khách sinh năm 1974, thường trú tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và một túi bột màu xám đen, một túi đá cục màu nâu đỏ trong hành lý xách tay của hành khách sinh năm 1973, quốc tịch Trung Quốc. Sau khi phát hiện, lực lượng an ninh sân bay sử dụng máy ngửi chất nổ di động kiểm tra trực quan hai túi bột màu xám đen, trọng lượng khoảng 600 gram đựng trong hai túi zip kích thước 15x20cm và một túi đá cục màu nâu đỏ. Kết quả màn hình máy ngửi cảnh báo màu đỏ. Sau đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Phú Quốc lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Công an xã Dương Tơ thụ lý theo quy định. Qua làm việc bước đầu, hai hành khách trình bày ngày 26 tháng 4, họ được một tổng giám đốc công ty làm trong lĩnh vực năng lượng tặng hai túi bột màu xám đen, một túi đá cục màu nâu đỏ quặng titan. Hai hành khách nhận hai túi bột và túi đá tại kho thuộc quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để đi giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu mua. Đến ngày 30 tháng 4, hai hành khách mang theo ba túi trên qua đường hàng không từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra Phú Quốc và nghỉ tại một khách sạn ở Gành Dầu. Đến 19 giờ ngày 2 tháng 5, họ làm thủ tục bay từ Phú Quốc về Hà Nội. Hai túi có chứa bột màu xám đen, một túi đá cục màu nâu đỏ bị máy ngửi cảnh báo màu đỏ có dòng chữ Explosive Detection, XALM00032 mùng 5 tháng 2 năm 2023. 7 giờ 29 phút tối nghi là thuốc nổ nên bị lực lượng an ninh sân bay lập biên bản. Trần Lĩnh, CND.